là một trong những chiến lược gia lỗi lạc của nền nghệ thuật quân sự Xô Viết, người đặt nền móng cho các thắng lợi vĩ đại của quân đội Liên Xô, là một trong năm vị nguyên soái đầu tiên của Hồng quân nước này. Thế nhưng, Tukhachevsky bất ngờ bị xử bắn với tội danh làm gián điệp và phản bội Tổ quốc. Tại sao lại như vậy? Lý do ở đây là gì? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Kiến thức quân sự tìm hiểu về cuộc đời bi kịch của thiên tài quân sự Liên Xô Mikhail Tukhachevsky. Sự ra đời của một thiên tài quân sự. Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky sinh năm 1893 trong một gia đình quý tộc gốc Ba Lan tại Smolensk, phía tây Moscow. Ông đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Aleksandrovsky và tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất với tư cách là trung úy cận vệ của lực lượng Semyonovsky. Trong khi tham chiến, Tukhachevsky đã bị quân Đức bắt sống và phải trải qua 4 lần vượt ngục mới trốn thoát khỏi ngục tù của quân đội Đức. Trong khi ở nhà tù Ingolstadt, Tukhachevsky đã gặp một nhân vật sau này đã trở thành người có tên tuổi đi vào lịch sử của nước Pháp, đó là Charles de Gaulle. Sau cách mạng tháng 10 Nga, Tukhachevsky gia nhập Đảng Cộng sản Bolshevik, tham gia Hồng quân và nhanh chóng trở thành một vị chỉ huy quân sự đầy tài năng lúc bấy giờ. Trong cuộc nội chiến Nga, ông được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng bảo vệ Moscow. Năm 1919, lực lượng Hồng quân dưới sự chỉ huy tài tình của ông đã chiếm lại toàn bộ vùng Siberia từ quân Bạch vệ, góp phần đánh bại tướng Anton Denikin ở Crimea và dẹp tan các cuộc nổi loạn do Kronstadt và Tambov cầm đầu. Trong giai đoạn 1925-1928, ông được giao giữ chức Tổng tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô. Trong những năm tháng này, ông đã đề xuất tiến hành một cuộc cách mạng về quân sự trong lực lượng Hồng quân, đưa lực lượng quân đội Xô Viết trở thành một lực lượng có kỹ năng chiến đấu hoàn thiện lúc bấy giờ. Tukhachevsky đã viết nhiều tài liệu tham khảo về chiến tranh hiện đại và trở thành nhà cải cách quân sự hàng đầu của quân đội Xô Viết. Trong thời gian này, ông đã đưa ra học thuyết quân sự chiến thuật chọc sâu, nêu rõ vai trò của lực lượng không quân đối với việc phá hủy các cơ sở hậu cần của đối phương. Khi đó, đã không được Stalin, Vosilov và Budionny hoan nghênh. Tuy nhiên, lại trở thành nền tảng cho việc ra đời của bản quy tắc chiến trường năm 1929 và được phát triển thành bản cẩm nang về chiến dịch chọc sâu vào năm 1935. Học thuyết này của Tukhachevsky dưới nhiều tên gọi khác nhau đã được Hồng quân Liên Xô vận dụng một cách rất hiệu quả và đem đến những thành công vang dội trên một số chiến trường trong cuộc chiến tranh vệ quốc như trận Khaningol, nơi nguyên soái Georgi Zhukov đã vận dụng để đánh bại quân Nhật, hoặc góp phần đưa đến những chiến thắng vang dội của Hồng quân tại chiến trường Kursk và Bagration. Có điều, những chiến thắng này của Hồng quân Liên Xô chỉ đến sau khi người đề xuất ra học thuyết quân sự nổi tiếng này đã bị tử hình vì bị buộc tội phản cách mạng trước đó nhiều năm. Với nước Đức, kẻ thù truyền kiếp của Nga thì lại không hẳn là có cùng quan điểm với các nhà lãnh đạo Xô Viết lúc bấy giờ. Các nhà chỉ huy quân sự Đức đều chung một quan điểm rằng Tukhachevsky chính là một Napoleon của nước Nga. Đây cũng chính là điều đã khiến cho Đức quyết tâm loại trừ Tukhachevsky bằng được trước khi xâm lược Liên Xô. Năm 1935, do những công lao đóng góp với chế độ Xô Viết, Tukhachevsky đã được phong hàm nguyên soái. Khi đó, ông mới 42 tuổi. Nạn nhân của kế hoạch gián điệp hoàn hảo. Từ năm 1920 đến năm 1930, Liên Xô phải liên minh với Đức để phát triển quân sự. Tướng Tukhachevsky với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo của quân đội Xô Viết, cùng một số tướng lĩnh khác đã thường xuyên có những cuộc gặp gỡ với phía Đức để trao đổi về tiến trình hợp tác hai bên. Đến năm 1933, Stalin đột ngột tuyên bố đơn phương cắt đứt quan hệ này với Đức vì cho rằng người Đức đã bí mật chia sẻ các thông tin về bí mật quân sự của Liên Xô, Đức với Pháp. Tuy nhiên, Tukhachevsky và một số tướng lĩnh cao cấp khác kiến nghị rằng cần tiếp tục duy trì mối quan hệ này với Đức vì Liên Xô nên học tập và chuyển giao các công nghệ quân sự tiên tiến hơn từ Đức. Một số tướng lĩnh Đức cũng muốn duy trì quan hệ này vì họ không muốn phải đối phó quân sự với Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Đức với Tiệp Khắc. Trong khi đó, Tiệp Khắc cũng không muốn Liên Xô và Đức duy trì hiệp ước quân sự trên vì điều này sẽ khiến Liên Xô không bảo vệ được Tiệp Khắc khi họ bị Đức tấn công. Sau khi Đức và Liên Xô cắt đứt hiệp ước quân sự, đã có những dấu hiệu cho thấy Đức đang có ý định nhòm ngó chuẩn bị tấn công Liên Xô. Theo một số tài liệu công khai,
và đặc biệt là cuốn Stalin's Secret Service, xuất bản vào năm 1939 của Krivitsky, một nhân viên của KGB phản bội đã chạy sang phương Tây. Thì nguyên soái Tukhachevsky chẳng qua chỉ là kết cục của một mưu đồ nhằm tiêu diệt ông và một số tướng lĩnh cao cấp của quân đội Xô Viết trước khi Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. Và Stalin do vội vàng nuốt phải tin giả này nên đã sập bẫy và loại bỏ đi vị nguyên soái lừng danh của quân đội Xô Viết bây giờ. Theo các tài liệu này nói rằng, cơ quan Nazi Đức đã nhận được nguồn tin từ một sĩ quan bạch vệ Nga lưu vong tại Pháp, phản ánh rằng tại Liên Xô đang có một âm mưu của một số tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Xô Viết nhằm lật đổ Stalin, mà người đứng đầu âm mưu đó là nguyên soái Tukhachevsky. Sau khi xác minh hết sức cẩn thận, cơ quan Nazi đã khẳng định rằng tin trên chỉ là tin vịt mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù chưa biết được ý đồ của việc đưa tin này từ phía Liên Xô, nhưng Nazi đã vạch ra một kế hoạch phản gián mà họ cho là tương kế tiệu kế để loại Tukhachevsky, nhà quân sự Xô Viết, mà Đức đánh giá là sẽ trở thành trở ngại lớn nhất khi Đức tấn công Liên Xô. Theo kế hoạch này, các nhân viên Nazi đã tạo dựng ra một bộ hồ sơ siêu giả với nội dung thể hiện rằng nguyên soái Tukhachevsky đã lợi dụng những chuyến đi thăm Đức theo hiệp định quân sự hai bên trước đây để cộng tác với Nazi và đang cộng tác bí mật với Đức tạo phản để lật đổ Stalin một ngày gần đây. Tin này qua nhiều nguồn tin cậy đã được tung vào Đại sứ quán tiếp khắc tại Đức để tới Tổng thống tiếp khắc Eduard Benes. Sau đó, bộ hồ sơ giả mạo này được viên thư ký của Benes bán cho trưởng đại diện cơ quan tình báo Liên Xô tại Berlin với giá chỉ có 3 triệu rúp. Theo đánh giá, tính toán của các nhân viên Nazi thì Joseph Stalin là một nhân vật vĩ đại nhưng vô cùng cực đoan. Mặc càng vĩ đại và cực đoan thì càng nghi ngờ khi chiếc ghế quyền lực có dấu hiệu bị lung lay. Trên thực tế, Stalin có nghi ngờ Tukhachevsky có âm mưu tạo phản hay không, người ta vẫn chưa có kết luận chính thức được. Nhưng có một kết cục đã đến đúng theo mong đợi của người Đức. Đó là vào ngày 22 tháng 5 năm 1937, nguyên soái Tukhachevsky cùng một số tướng lĩnh khác của quân đội Liên Xô đã bị bắt và bị đưa ngay ra tòa án binh quân sự Liên Xô. Ngày 11 tháng 6 năm 1937, Tukhachevsky bị tước quân hàm nguyên soái và bị đưa ra trường bắn cùng với một số tướng lĩnh phản bội sau đó một ngày. Joseph Stalin có phải đã rơi vào bẫy của Nazi Đức? Ngày 31 tháng 1 năm 1957, chính phủ Liên Xô chính thức tuyên bố Tukhachevsky và một số đồng đội của ông đã bị xử bắn oan bởi kế hoạch làm suy yếu Hồng quân Liên Xô của cơ quan gián điệp Nazi Đức. Sau đó, cho dù muộn màng, nhưng nhà nước Liên Xô cũng đã khôi phục lại mọi quyền lợi của Tukhachevsky và những sĩ quan khác đã bị sát hại trong vụ này. Vụ án Tukhachevsky đã được một số cơ quan tình báo phản gián nước ngoài nhìn nhận như là một thành công của cơ quan Nazi Đức và là một thất bại lịch sử của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, KGB lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký mới nhất gần đây của tướng tình báo Liên Xô Pavel Sudoplatov có tên Những chiến dịch đặc biệt khi nói về vụ Tukhachevsky, ông chỉ đồng ý rằng cơ quan Nazi Đức đã góp phần trong việc đưa đến cái chết của Tukhachevsky và hàng nghìn sĩ quân Hồng quân khác, nhưng không cho rằng Stalin đã ăn phải quả lừa từ phía người Đức. Tướng Sudoplatov cho rằng những điều mà tên phản bội Krivitsky đưa ra trong cuốn Một thời là điệp viên của Stalin là một sự bịa đặt, và vụ án Tukhachevsky chẳng qua chỉ là sự bố trí của Stalin và Vorosilov để loại trừ những đối thủ đang đe dọa đến quyền lực của họ lúc đó. Nhận định của nhà tình báo kỳ cựu này đã khiến người ta nhớ đến quan hệ giữa Stalin, Vorosilov với Tukhachevsky. Từ năm 1920, họ đã có mâu thuẫn từ cuộc chiến tranh Nga-Ba Lan. Khi đó, Tukhachevsky được giao trách nhiệm chỉ huy lực lượng Hồng quân tấn công Warsaw. Tuy nhiên, lực lượng Hồng quân đã bị đánh bại ngay tại cửa ngõ Warsaw. Sau trận này, Tukhachevsky đã bị Stalin chỉ trích là một vị chỉ huy bất tài. Ngược lại, Tukhachevsky cho rằng nguyên nhân thất bại của Hồng quân trong trận này là do Stalin và Vorosilov vì họ không đưa kỵ binh đến hỗ trợ lực lượng tấn công theo yêu cầu của ông. Mâu thuẫn này đã không bao giờ được giải quyết, trong khi quan hệ Stalin-Vorosilov lại càng ngày càng gắn bó hơn. Đến những năm 30, Tukhachevsky còn dám đề nghị với Stalin là nên thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Vorosilov vì không có đủ năng lực cần thiết để đảm đương công việc. Tukhachevsky và một số tướng lĩnh cao cấp đã đưa ra các đề án về việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo xe tăng, hàng không dân dụng nhằm đáp ứng được các yêu cầu của đất nước khi có chiến tranh và phát triển kinh tế Liên Xô. Tuy nhiên, Stalin và Vorosilov tỏ ra không mặn mà với những kế hoạch thiết thực này.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là trong thời gian đó, Stalin lại có vẻ quan tâm đến các kế hoạch cải cách quân đội của Tukhachevsky. Ông được trình bày trực tiếp và thẳng thắn với Stalin quan điểm của mình về việc thay đổi nhân sự trong quân đội. Được Stalin khuyến khích và cho rằng đó là những đóng góp tích cực với tinh thần xây dựng. Do vậy, Tukhachevsky đã công khai đưa vấn đề này ra bên ngoài những cuộc trao đổi giữa ông với Stalin về việc thay đổi vị trí của một số tướng lĩnh quân đội. Trong đó có cả việc ông tin rằng Stalin sẽ loại Vorosilov khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô. Trong phiên tòa xét xử Tukhachevsky, người ta thấy xuất hiện một nhân vật trong số các thành viên đặc biệt của phiên tòa đã bỏ phiếu tử hình Tukhachevsky. Đó là Sapo Sikov, người không đội trời chung với Tukhachevsky vì ông đã chiếm mất ghế tổng tham mưu trưởng trước kia của ông này. Sau này, khi Stalin kết thúc các cuộc thanh trừng, tại bộ tổng tham mưu chỉ có 3 nhân vật thoát chết, đó là Sapo Sikov, Budionny và Ulrich, vị chánh án phiên tòa này. Tuy còn có rất nhiều vấn đề cần làm rõ hơn để có kết luận xác đáng về cái chết oan uổng của nhà chỉ huy quân sự tài ba một thời này của quân đội Xô Viết, nhưng có một điều thuộc về lịch sử và sẽ không bao giờ có thể thay đổi được là việc xử bắn Tukhachevsky và một số sĩ quan Hồng quân khác đã chính thức mở màn cho một cuộc thanh trừng đẫm máu nhất trong lịch sử quân đội Xô Viết. Ngay sau khi bắn Tukhachevsky, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô Klimen Vorosilov đã phát động một chiến dịch thanh trừng nội bộ và đưa đến một tổn thất vô cùng khủng khiếp cho Hồng quân Liên Xô. Đã có 5.000 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội Xô Viết bị xử bắn vì bị buộc tội liên quan đến Tukhachevsky. Khoảng 30.000 sĩ quan trong bộ tổng tham mưu bị tử hình qua các vụ thanh trừng, chiếm khoảng 80% tổng số sĩ quan của quân đội Xô Viết lúc đó. Các cuộc thanh trừng này đã sát hại hầu hết các tinh tú của quân đội Xô Viết. Đó là 3 trong số 5 nguyên soái, 13 trong số 15 tư lệnh tập đoàn quân, 57 trong số 85 tư lệnh phương diện quân, 110 trong số 195 sư đoàn trưởng, 220 trong số 406 lữ đoàn trưởng và tư lệnh tất cả các quân khu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu đưa đến thất bại của quân đội Xô Viết trong những ngày đầu chiến tranh thế giới thứ hai khi quân đội Đức tấn công Liên Xô. Mặc dù phía Liên Xô không hề bất ngờ, bị động trước cuộc tấn công này. Kể từ khi Tukhachevsky được minh oan đến nay, Liên Xô cũng như Nga không hề đưa ra thêm một tuyên bố nào về vụ án nguyên soái Tukhachevsky. Và lịch sử coi như đã chính thức khép lại với số phận đầy bi kịch của một thiên tài quân sự. Sau khi xem xong video thì quý vị có nhận định gì về cuộc đời binh nghiệp của vị nguyên soái này? Hãy chia sẻ ý kiến và góp ý dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!